Chào anh Tấn ơi, bữa nay em về hai cây mai tàng tứ quý, khá khủng, rất rộng, cây cũng tàn, nói chung là đặc hết rồi, tàn nguyên thủy luôn. Mong anh em bà con ủng hộ em hai cây tứ quý. Cây này là 51 hoành anh em. Cây này nó không có đâu đó, cho xích xuống này em đo hai ba chỗ thì khảo sát thôi, chứ 59 hoành, cây này nó rất nở cây. Nó thoát thân là 48, 48 là nhảy hai thân. Đế này, cây này là rất đều nha anh em. Cây này nó nằm trong cái bồn, em đập cái bồn ra cây này. Nó hơi, nói chung là nó cũng cây này dựng lại chút. Dạ, nhánh này nguyên thủy á. Dạ, dày đặc luôn, nhánh nó thấy cứng hết trơn. Đế rất đều luôn, cây này đế sổ xuống rồi. Bứng không có cắt rễ nhiều nha, cây này tàn là mạnh. Cây này tàn cũng tròn anh Tấn ơi, tại vì em buộc á, em gịch nó hơi bị méo bên chứ. Tàn tròn phải không? Tàn tròn á. Không có quay được. Tàn này tương đương là 3 mét, có 3 mét. Xương đặc hết luôn. Đế ở trong là đế lót à. Hạ xuống cho anh em thấy đế lót ở trong. Đế lót ở trong cứng. Không có quay được ha. Không có quay được. Cái tàng này đường kính ở đây nó tương đương là 2 mét rồi nè. Cái tàng này rộng khoảng 4 mét đó anh em. Cái tàng này nó tương đương là 4 mét. Rộng cao, nó chiều cao nó khoảng 3 mét rưỡi 4 mét luôn. Khoảng 4 mét à. Cao 4 mét, rộng 4 mét. Dày đặc nha anh em. Cây này nó nằm trong bồn. Thoát thân này trên tới trong đống tàn nó khoảng 1 mét 20. 4 mét. Rồi cái này cái giá là 25 triệu anh em ơi. Em bao xếp 200 km. 25 triệu. Mai tứ quý. Số điện thoại của em là 0932 866 660, cũng là số Zalo của em. Rồi tới cây mai tàng này rộng hơn nữa. Cao này cũng tương đương là 4 mét. Bề ngang khoảng 4 mét rưỡi. Không có xây được, quá trời nặng à. Thoát thân 135 anh em ơi. 135. Cái này nó 7 thân anh em. 7 thân đế này em làm xương xương à, không dám làm đế dữ lắm luôn. Cứng hết rồi. Bảy thân. 4 6 7. Cái mặt đây của cái đầu hoành luôn, hoành tổng là 97 nha anh em. Hoành tổng 97 rồi, đo dài thân tiêu biểu à. Cái thân lớn nhất đi. Né này đi qua chồng. 30 thân chỗ này, tại vị trí này là
À 30. Mấy thân? Có thân nó lớn nhất. Còn thân nhỏ bình trung bình đi. Trung bình nó thì cũng khoảng 26. Rồi cái bè ngoài này hai thân dính lại nữa. Nó liền, nói chung là mấy cái này nó liền. Liền bể ha. Liền bể. Cái này đế quái nghe nè. Tàn này khủng. Tàn này tương đương 4 mét rưỡi ạ. Không bền nào, nói chung nó tự nhiên. Tự nhiên á. Chưa chỉnh sửa gì hết. Rồi cái này có mã số 2. Giá 19 triệu à. Em 3CF 200 km à. 19 triệu à. 19 triệu. 19 triệu. Có vết chạy này do vận chuyển không anh? Rồi vận chuyển không có gì đó. Chạy tí nó có cái thằng cái là chính là cái thằng này đúng không? Đúng rồi. Có thân lớn á. Tàn vấn rất khủng mà giá thì đâu cái đường kính bầu từ trăm lẻ sáu anh em ơi. 106. Tứ quý tàn nguyên thủy. Em bao xếp là 200 km rồi nghe anh em. 7 thân. À, 1 nè. 1 2 3 4 5 6 7. Bên đó là 4, bên đây 3. Ừ. 7 thân cũng tốt. Rồi, 7 thân. Giá thì chung là hợp lệ cho anh em xài. Bây giờ trong vườn tứ quý thì rất hiếm à. Tàn rộng thì hết rất hiếm. Cao 4 mét, bề ngang khoảng 4 mét rưỡi. Cái cũ nó là 97. Rồi giá là 19 triệu. Cái này là mã số 1 anh em. Mã số 1 này giá 25 triệu. Rồi bề ngang là khoảng 4 mét, cao khoảng 4 mét. Rồi giá 25 triệu anh em ơi. Bao xếp 200 km. Số gì điện thoại của em là 0932 866 660 cũng là số Zalo của em. Rồi chào tạm biệt tất cả anh em ủng hộ cho em.